Kể đi, mình đi riêng đi. Dạ được rồi, cảm ơn. Đi lên đây. Lại nghe vàng. Lên được không? Nhà vua tên gì? Nhà vua tên là vua. Con tên gì? What's your name? Mình tên vua. Mình tên vua. Mà có phải đằng mình ở đằng kia không ba? Không. Đồng mình đi hết trơn à? Đâu? Đi qua khỏi chỗ này à? Đi qua khỏi đường chỗ này làm gì vậy ba? Đi làm gì vậy ba? Đi tham quan chỗ khác rồi. Chưa có ghé qua đây. Vua ở đây chứ đâu. Đây là cái triều đình, là nhà của vua mà. Cái chỗ vua làm việc, chỗ vua ở.
Hy vọng anh đây cũng được nè.